Xin chào các bạn đã đến với kênh Sale Ưu Đãi, kênh luôn cập nhật thông tin về mua sắm tiết kiệm cho bạn. Những phụ kiện da thật là lựa chọn hoàn hảo nhất khi kết hợp cùng trang phục suit hoặc vest. Vì mặt da mềm mại cùng độ bền màu tốt sẽ tôn vinh được đẳng cấp và phong thái thanh lịch của quý ông. Trên thị trường hiện nay có vô vàn những sản phẩm da thuộc đa dạng kiểu dáng và màu sắc. Tuy nhiên một khuyết điểm lớn nhất cho những sản phẩm này chính là rất dễ bị làm giả. Làm nhái gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người dùng, thế nên hãy lựa chọn cho riêng mình một thương hiệu thời trang uy tín để gửi gắm niềm tin và an tâm khi mua sắm nhé. 1. Lựa chọn chất liệu da như thế nào? Thường có sự nhầm lẫn giữa các chất liệu da thật và da giả. Lưu ý da thật khi chạm vào sẽ tương đối mềm mại, có độ nhăn và không thấm nước. Loại da cao cấp nhất là da bề mặt Nappa thuộc dòng da Full Grain. Có cấu trúc dày hơn, bề mặt bền chắc và mềm mịn, da Nappa được lựa chọn kỹ lưỡng từ phần da đẹp nhất và tốt nhất. Thường là phần mông, không có sẹo, không có nhiều khuyết điểm và độ dày tiêu chuẩn là 1.8mm. Trên thị trường hiện tại phổ biến nhất là các loại da với độ dày bề mặt từ 1.01.5m, thế nên Nappa chỉ được dùng sản xuất những sản phẩm cao cấp từ những thương hiệu lớn. 2. Sự đồng bộ về màu sắc rất quan trọng. Lựa chọn tối ưu nhất chính là những gam màu trung tính như màu đen, nâu hoặc caramel. Những phụ kiện với màu sắc này có thể dễ dàng phối hợp cùng đa dạng loại trang phục. Tuy nhiên, phải tuyệt đối lưu ý đến nguyên tắc đồng bộ màu sắc đen 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 hoặc nâu nâu nâu. Có thể phối hợp phụ kiện màu tối với trang phục màu sáng hoặc ngược lại, tuy nhiên tất cả các phụ kiện phải đồng màu. Không nên phối hợp phụ kiện màu đen cùng phụ kiện màu nâu, trên thực tế, màu nâu trong bảng màu thuộc gam màu nóng. Trong khi màu đen lại thuộc gam màu lạnh, đối với một số ngoại lệ, lựa chọn phối hợp màu nâu đậm cùng màu nâu caramel hoặc nâu sẫm cùng nâu đen. Cũng có thể tạo ra một tổng thể phù hợp đối với một đôi giày da phối hợp nhiều tông màu. Hãy chọn một chiếc thắt lưng hoặc một chiếc ví phù hợp nhất với màu chủ đạo của đôi giày. Không cần quá đắn đo về việc lựa chọn chính xác đầy đủ nhiều tông màu. 3. Bí quyết lựa chọn phụ kiện khi mua sắm. Cách lựa chọn phụ kiện hoàn hảo nhất chính là hoàn toàn tương phản về bề mặt chất liệu. Nên chọn phụ kiện đồng bộ về chất liệu thiết kế nhưng bề mặt thì khác nhau, chẳng hạn như nếu bạn lựa chọn cho đôi giày một bề mặt mềm mại và nhẵn bóng. Hãy chọn một chiếc thắt lưng hoặc ví da có bề mặt thô nhám và gồ ghề, đặc biệt cân nhắc mua 3 loại phụ kiện này cùng lúc. Các quý ông hiện nay thường có thói quen này, cách mua sắm này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thời gian lựa chọn mà còn đảm bảo được sự thống nhất và phù hợp khi kết hợp các phụ kiện với nhau. Nếu bạn là người thiên về xu hướng lịch lãm và trang trọng, hãy lựa chọn những chiếc ví da, thắt lưng hoặc giày tây không quá cầu kỳ, hầm hố, không nên lựa chọn những chiếc thắt lưng có mặt khóa quá to, thiết kế quá phức tạp hoặc những chiếc ví có bề mặt rườm rà, in ấn quá nhiều chi tiết.